Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Thầy Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong thời gian vừa qua phải đã rất nhiều các anh các chị các cô chú ở tất cả các tỉnh rất xa về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng tin để tìm người nhà. Rất nhiều của các thanh niên khác về đây tìm vợ. Hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin, một em trai mới đây nhất thì cũng về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng thông tin để tìm một người vợ thân yêu của mình. Câu chuyện thời gian trước thì em trai này về đây phải nói là nhìn rất tội, khóc rất nhiều vì rất thương vợ, cứ tưởng rằng vợ đã đi theo một người đàn ông khác, nói chung là rất thương. Và nhưng hôm nay thì cái câu chuyện rất bất ngờ, hôm nay cả hai vợ chồng đều quay trở về đây để cùng trò chuyện với lại anh em hiệp sĩ Bình Dương và cũng trò chuyện với cô chú anh chị khán thính giả trên tất cả các kênh đội hiệp sĩ của Bình Dương để mọi người cùng chúc mừng hai vợ chồng em. Rồi chào em, chào em gái. Rồi hôm nay anh thấy nụ cười rất tươi của em gái là vợ của em trai này. Rồi em có thể em giới thiệu em trai, có thể giới thiệu em họ tên đầy đủ là gì? Dạ em tên Nguyễn Văn Bé anh. Nguyễn Văn Bé. Dạ. Cách đây mấy bữa trước là em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng tin tìm vợ. Anh thấy em rất tội. Rất nhiều người cũng nói là em yếu đuối. Thực sự bên ngoài em có yếu đuối không? Có đúng bản lĩnh người đàn ông không? Bên ngoài em cũng cứng rắn, tại vì em thương vợ em mà. Bất chấp tất cả em làm vậy thôi. Bất chấp luôn hả? Dạ. Trước hết là em cũng xin cảm ơn anh Hải và anh em trong đội hiệp sĩ Bình Dương và trong ngoài nước, cũng nhờ anh đăng lên clip này em vợ em cảm động, vợ em điện em rồi kêu em đi rước về. Dạ, trước hết cho anh hỏi thế này, em có nhớ hôm đấy ngày mấy tháng mấy năm mấy em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương và em nói từ gì và điều gì không? Nhớ không? Dạ ngày 25 anh. Ngày 25, hôm nay 10 ngày ha. Dạ. Đúng không? Hôm nay là ngày hôm nay là 10 ngày. Dạ. Nhưng vợ em về được mấy ngày rồi? Em về được 2 hôm mà. 2 hôm mà, gọi là 8 ngày. Từ khi đăng tin đến khi vợ về là biết thông tin là 8 ngày. Dạ, dạ. Trước khi em về đây em báo tin cho anh hiệp sĩ Bình Dương là em có sợ là em không tìm có cơ hội tìm được vợ không? Dạ em cũng rất sợ mà. Rất sợ. Em nhờ anh cũng nói chung em cũng bớt sợ một phần nào. Nói chung em cũng tin tưởng bên anh. Bên anh bớt sợ. Dạ bớt sợ. Bữa này anh thấy em nói chung là nhìn cũng rất tội ha. Dạ. Một người đàn ông mà và là những giọt nước mắt rất muộn màng khóc thương một người vợ của mình, chưa biết là vợ đi đâu và vợ đang sống với ai, sợ nhất là vợ đang đi với một người đàn ông khác, thực sự là rất thương ha. Hôm bữa em sợ nhất là điều gì? Dạ em sợ nhất là vợ em nó đi đây đi nọ, nói chung em sợ nhất là những cái điều đó. Cho anh hỏi này, vợ em đi lâu chưa? Dạ đi mấy lần trước là 6 ngày, lần sau là 9 ngày, về ở em là 9 ngày là đi tiếp. Là tại vì cũng lý do á, là vợ em đi lần thứ hai á là con nhỏ em nó có kể á, là tình trạng như người ta có bao bao ăn uống này kia đó với cơm nước người ta lo đó. Rồi cái mà em đặt cái vấn đề đó về lần sau em mới cầm gầm với vợ em, nói chung em cũng hỏi, tại vì mình yêu thương vợ quá đi, mình ghen đi, mình mới hỏi ảnh hưởng đến là vợ chồng xích mích, rồi vợ em nó bỏ đi nữa. Tại nói đi em, anh chưa hỏi vợ em mà nói đi em, anh đang hỏi em vậy. Thì do em nói, nghe nói lại á, em hơi ghen tí thôi mà em hỏi lại á, thì vợ em nó cũng y ghen như vậy. Tại vì em thương vợ ở đây, tại vì em mới ghen về mới hỏi, mới xích mích hai chồng cự lộn. Cho anh hỏi này, vợ em hôm đi á, là có đem theo tài sản đi không? Dạ không anh, vợ em nó thương em mà em cũng thương vợ em, đặt về cái vấn đề đó đi là không có đem tiền bạc gì. Có là nay mai em có đi là em không mang tài sản để lại cho vợ đúng không? Bất cứ lúc nào cũng không đem đi đồng bạc nào. Cũng không đem. Thế là vì vậy nên vợ ông bữa đi là cũng không đem tài sản để lại cho em. Dạ dạ đúng rồi. Vậy là thương nhau ha. Dạ, dạ. Rồi mình trước đây yêu nhau dữ không em? Dạ dữ anh. Yêu mấy năm? Mấy năm? Yêu nhau lâu không? Cũng yêu thì mau mà. Nói chung em nhìn khá, nhìn cái cách sống của vợ em là nói chung yêu là luôn. Thương em lắm. Tại trong khi lúc mà em không có đi làm mà vợ em cũng phải lo ăn uống đầy đủ cho em, vợ mới đi làm được. Cho anh hỏi này, hai vợ chồng em mấy người con rồi? Dạ, 2 đứa anh. Hôm bữa này là em về đây là em trước khi em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm vợ của em á. Dạ. Mà em đi em có con em có biết là cha đi tìm mẹ để các con ở nhà hy vọng không? Dạ biết anh, mà con em dưới quê điện nó cũng khóc lắm. Khóc lắm rồi, thương mẹ ha. Dạ mong vợ về. Chỉ sợ mẹ mất tích vậy nhỉ? Dạ. Tội. Dạ. Hôm bữa em đi bằng đây về bằng phương tiện gì? Hôm nữa em đi về đây bằng cái gì? Bằng xe gì? Em đi bằng xe máy anh. Xe máy ha. Dạ. Mệt không? Dạ mệt. Mệt thì hy vọng không? Dạ cũng hy vọng được phần nào. Cũng hy vọng phần nào ha.
Thì đến hôm nay thì thực sự là chính thức là cái câu chuyện mà tìm vợ cho em ấy, vì đăng thông tin lên, vợ em biết được thông tin là một người chồng rất tội, rất thương vợ, đúng không? Vợ đã thông tin và liên hệ cho gia đình, và đến giờ phút này vợ đã quay trở về, đúng không? Thì vợ em quay trở về hôm bữa là lúc mấy giờ, ai là người đi rước về? Em người đi rước về. Ừ, rước tại đâu? Dạ, rước ở dưới quê. Quê ha. Dạ. Vậy là vợ bỏ chồng về quê luôn. Dạ. Ừ, sợ không? Dạ, sợ. Em có mong muốn là vợ lấy mai về đi tiếp để mình đi kiếm nữa không? Khóc nữa không? Không, nếu mà trường hợp như sau này em đối xử với vợ em nói chuyện ngọt ngào, vợ em là vợ em biết là vợ em không có đi nữa đâu. Nhưng mà em có chắc là em nói chuyện là ngọt không? Dạ ngọt, chắc ngọt. Thật không? Mà bây giờ mua sách để tập đi. Bởi vì anh thấy em nói chuyện là chưa được ngọt lắm. Đồng ý là em là con người rất thật tình. Nhưng mà anh theo cái cách nhìn của anh ấy, anh chưa biết là trong nội tâm em có thương vợ nhiều hay không, nhưng theo anh nghĩ là chắc chắn là em sẽ thương vợ nhiều. Vì một người đàn ông mà khóc mà trên tất cả trang mạng xã hội là một người thực sự bản lĩnh. Bản lĩnh mới dám khóc với vợ như vậy. Còn nhiều người không khóc được. Khóc có thể là sợ mất một người vợ rất đẹp. Và khóc có thể là vì không bao giờ gặp được vợ. Nhưng đến giờ phút này những cái điều mà khóc mà trong thời gian trước thì thay vì đó bây giờ đã cười rất nhiều rồi. Đúng không? Vợ về để từ hôm đó là mình đã làm cỗ làm tiệc thì mời bà con, anh em bà con hàng xóm chưa? Chưa. Sao mời đi. Hôm nay anh thấy em ấy là hôm nay anh thấy em là thay đổi rất nhiều. Ừ. Biết thay đổi gì không? Anh thấy là thay đổi nhiều lắm. Thay đổi ngoạn mục luôn. Hôm nay là sáng sủa này, đẹp trai này, vàng này. Đặc biệt là hôm nay là anh thấy cái cộng dây gì bộ bằng vàng. Anh không biết là dây thiệt hay dây giả, nhưng mà cái dây rất to. Xiền đó là giả xiền lại luôn, xích lại luôn. Dây rất to. Đó. Cái dây này em sắm, em vợ sắm này. Mới cáo cạnh luôn. Dạ, trước khi đi là vợ hai chồng em cùng mua. Ồ, sao hôm đó mình cũng đeo lên đây để kiếm vợ luôn. Dạ không, lúc nếu mà vợ em đi rồi em đâu có nghĩ đến tiền bạc, nghĩ đến vật chất đâu. Lúc mà nghĩ chung em không cần tới, em chỉ cần vợ thôi. Nghĩ cái tới vật chất cái gì em cũng đổi được, em đổi hết luôn, em không có cần tới vật chất nữa. Ừ. Đến giờ phút này thực sự là vợ đã quay trở về, là các con của em có vui không? Dạ vui ạ. Ừ. Em về khi hai vợ chồng về tâm sự với nhau là em có hỏi là tại sao vợ bỏ đi mà bỏ anh bỏ con đi không? Dạ có anh. Thì vợ nói chuyện sao? Là do ảnh hưởng là vợ em nói là nói chuyện không ngọt ngào với vợ á. Ừ. Cái thứ hai nữa em cũng nghi vấn đề vợ em này nọ. Ừ. Rồi em kêu em cần nhà em hỏi. Ừ. Rồi vợ em mới xảy ra vợ em bỏ đi tiếp. Ừ. Bây giờ là vợ đã quay về rồi. Mừng rồi đúng không? Bây giờ thôi, bây giờ anh tiếp tục anh trò chuyện với vợ em nhé. Ừ, chào em gái. Dạ. Em có thể em giới thiệu cho anh cũng như cho cô chú, anh chị tất cả trang mạng sau ở trên đội Hiệp sĩ Thành Dương đã luôn luôn theo dõi trong suốt thời gian vừa qua. Em có thể em giới thiệu là em họ tên đầy đủ là gì? Nguyễn Thị Nga. Nguyễn Thị Nga, em nhiêu tuổi đây Nga? Em 31 tuổi. 31 tuổi nha, chồng nhiêu rồi, nhiêu rồi? Ảnh 36. 36, chơi nhau 5 tuổi nha. Dạ. Em và chồng trước đây, trước thời điểm mà chưa bắt đầu đến với nhau ấy, thương nhau dữ không? Thương lắm. Thương lắm à. Em là người dụ anh hay anh dụ em? Hai người ai là người dụ ai? Cả hai. Cả hai dụ nhau. Quấn quýt không? Có chứ. Quấn quýt bên nhau luôn hả? Mình thương nhau, mình đến với nhau, hiện nay là đăng ký kết hôn rồi đúng không? Dạ có chứ. Con hai đứa con đúng không? Dạ. Ừ. Em có thể em chia sẻ rõ là cái tính tình của chồng của em có cần thay đổi gì không? Dạ theo có em. Chứ em cũng nói anh hoài, kêu anh ngọt chứ, đừng có ngượng ngặt nội. Anh hay cọc cằn cọc tính cho em khó chịu, em dặn anh đi thôi chứ không có gì hết. Những lúc mà cọc tính như vậy em nghĩ em buồn không? Buồn chứ. Em có sao em không từng chia sẻ cho chồng biết là anh đừng làm như vậy, em rất buồn, em rất giận anh như vậy? Không, em có nói nhưng mà anh cũng sửa vài ngày rồi, vài ngày sau anh cũng vậy. Lại quên ha. Khó à. Bây giờ muốn sửa thì chỉ anh em đây mới sửa được thôi. Giờ không gà anh sửa, hai bữa gà anh sửa lắm. Hai bữa này là cố gắng lắm, uốn đâu mà cố gắng lắm, sửa lắm. Lý do sao em đi gần do anh cầm gầm sao em nói mấy ngày trước à? Em đi 6 ngày tại vì em giận anh. Em giận 6 ngày em đi đâu? Cũng đi về quê đi đó chơi gì đó. Hỏi cứ nói em là người ta sao mà đi làm cho người ta bao cho em ăn hoài à? Chứ tiền tay đưa cho em xài. Thì em nghĩ là tại vì mình nên có mình nên em làm mà. Rồi về phải nuôi chồng nuôi con, hai đứa con đi học. Thì ai bao em thì em ăn thôi, ai ngu người đó chịu thôi chứ. Thì em cứ nghĩ là lấy tiền về nuôi chồng nuôi con thôi, em nghĩ là vậy thôi. Mà chồng em không có hiểu, chồng em cứ ghen không à. Làm em bực mình em dặn em đi chứ không có gì hết. Thực sự là em không có mối tình ở bên ngoài. Trong thời gian vừa rồi là chồng cầm làm giận dỗi đúng không? Vì lý do là chồng nói chuyện là nhiều khi thẳng tính quá. Đúng không? Quá. Không có ngọt ngào. Không ngọt ngào, mất lòng. Như anh ngọt ngào, nếu mà anh
anh ngọt ngào này, ví dụ anh ví dụ thôi, nếu anh ngọt ngào anh đến với em chẳng hạn, anh là chồng em chẳng hạn, thì em có đi không? Không không à. Chồng em ăn thương lắm, dễ gì em đi. Thôi bây giờ thì chồng em không có khóc nhiều vậy, em thương không? Thương chứ thương, là từ xưa giờ chồng em không có gì em vẫn thương mà. Bây giờ hai chồng làm có tiền có bạc để em bỏ đi sao? Em dễ gì em bỏ chồng em được. Tại em giận vậy đó. Sao hôm bữa em để chồng khóc dữ vậy trước khi em đi như vậy á? Tại vì em không có điện thoại, chứ bình thường em có điện thoại em điện về là anh khóc ngày ngày em về rồi. Sao điện thoại hôm bữa em để đâu? Em không có xài điện thoại, thường hai chồng xài cái em đi chửi, em chửi chảnh. Em không có lấy gì trơn á. Hai vợ chồng xài chung điện thoại luôn. Thương quá à. Chứ đâu có xài riêng đâu. Sao bảo chồng mua cái? Tại vì em thích xài chung. Thích xài chung ha. Thích xài chung, em cũng còn người con gái cực khôn đó, thông minh nhá. Thích xài chung mục đích chính là đeo đó, nó là một phần là kiểm soát chồng đó. Nhưng mà đó là khéo, có thể là chồng nhiều khi nó cứ tưởng rằng là vợ rất yêu mình nhưng mà vợ đang kiểm soát đó. Nha. Thế là có gì coi chừng á. Phải chứ sao, em thương chồng phải kiểm soát chồng chứ. Anh thấy vậy ok rồi. Từ hôm mà hai vợ chồng gặp nhau mà về với nhau đến giờ phút này, chồng đã đưa đi chơi chưa? Có, em chở em đi vòng vòng, kêu thì anh chở đâu em chở, anh chở đó, còn kêu thì thôi đi về. Hai vợ chồng giờ này tâm sự từ những ngày qua này thương nhau nhiều chứ không? Anh thấy cái ánh mắt đấy. Ủa, xưa xưa giờ vẫn vậy mà, xưa giờ vẫn thương chồng em vậy mà. Đâu có bỏ ngày nào, lúc ông dặn em muốn la em thì em dặn đi vài ngày vậy thôi chứ em vẫn về mà. Rồi, vậy là hôm nay là mừng lắm rồi đúng không? Anh thấy hai đứa em thực sự rất dễ thương. Anh thấy có thể trong cuộc sống này tụi em không có thể thiếu nhau được. Đúng không? Đó, thực sự là rất thương ha. Yêu chồng chứ. Hôm bữa là đi mua trang sức cho chồng, là hai vợ chồng cùng mình cùng đi nha. Hai chồng cùng đi. Chồng có mua cho em cái gì không? Mỗi chồng có mua gì không? Hay là em mua cho chồng có mua gì cho em hả? Chồng mua cho em hai chiếc nhẫn. Đi lấy theo hai chiếc nhẫn, ăn hai chiếc à? Ăn hai chiếc rồi hả? Thôi nào về chồng mua bù cho chiếc khác. Thôi tại vì em không thích. Có giờ em kêu mua nữa mà không chịu á. Mua đi lỗ hoài con. Nhưng quan trọng bây giờ anh chơi vậy thôi. Cái tình nghĩa vợ chồng, thấu hiểu nhau, đó là điều quan trọng nhất. Còn bây giờ mình đi đâu mình buồn gì á, nhiều khi em mà đi như vậy á, đôi khi chồng em không hiểu được, chồng em vì quá thương mà chồng em nghĩ cái điều gì đó nó không có lành mạnh. Thực sự con em là người khổ mà em là người hối hận muộn màng. Chính thức hôm bữa chồng em về đây khóc rất nhiều, các anh em hiểu chứ Bình Dương, bản thân anh là động viên chồng em rất nhiều, hãy cố gắng đầy đủ nghị lực để sống, sau này còn đứa con nếu như em không quay trở về, đúng không? Nhưng mà đây là anh em phòng xa vậy thôi, nhưng mà rất may mắn là hai đứa em thực sự rất thương nhau. Đây là vì một lý do nào đó giận nhau mà đã rời xa nhau trong một thời gian nhất định để cho hai đứa tự hiểu nhau, đúng không? Đến giờ phút này thì những cái câu chuyện phải nói giận dỗi chắc chắn là được sẽ xua tan rồi, đúng không? Mình tiếp tục về sống với nhau, còn các con, bởi vì các con em hiện nay đang rất cần cái tình thương của cả cha cả mẹ. Nếu như em bỏ đi vì một lý do nào đó thì chồng em một mình chắc chắn nuôi hai người con của em gặp rất nhiều khó khăn đó, đúng không? Một người nhưng mà em đâu có dự định là đi mà mới bỏ con với chồng đâu. Tại vì em dặn đi vậy thôi. Lần nào ảnh la em là em dặn em đi vài ngày vậy đó. Đi cho phê phả rồi về thôi, chứ đâu có nghĩ là đi luôn đâu. Mai mốt em có đi nữa không? Chắc không. Em không, thử. Không thiệt không? Thiệt. Nói hứa với chồng đi. Hứa chứ. Hứa là sao? Hứa với chồng mới đi, ở nhà chồng chứ đi thấy ông đau khổ chịu không nổi. Phải không? Chồng là gì? Chồng là chồng chứ là chồng phải trên hết chứ, phải chồng là chồng cũng nào phải trên hết chứ. Anh thấy chưa, một cặp cặp vợ chồng nào về đây dễ thương như tụi em. Nhiều người rón rén e thẹn nhưng mà anh thấy em phải nói hoàn toàn rất tự nhiên và rất thật. Đây là một cuộc tình rất thật. Anh nghĩ chắc chắn đến trên 90% là trong thời gian vừa rồi em đi rất lành mạnh. Anh nghĩ dám chắc như vậy. Tại vì em đặt vô vấn đề là em nghĩ chồng em đi làm ăn uống này khi người ta bao xây ảnh hưởng em. Em về em thấy thương vợ, em phải ghen, em phải điều tra ảnh hưởng tới cái chỗ đó. Nó mới hai chồng mới cự lộn với em mới đi nữa. Không ngờ, đúng không? Không ngờ là vợ mình quá thương mình, đúng không? Này sao mà rời xa nhau được. Vậy gì xưa cực khổ có nào còn không xa nữa mà. Ăn cơm cũng quẹt còn không xa nữa, sao giờ có tiền mà sao xa được. Bây giờ ăn cơm thì dù gì cũng đầy đủ rồi, đúng không? Có xa con, giờ cũng có con cá hồi xưa, nước mắm cũng ăn được mà. Nước mắm còn yêu nhau được mà, đúng không? Bây giờ dù gì bây giờ xã hội bây giờ hiện đại rồi, công việc thì có, đúng không?
tiền không nhiều nhưng có thể cũng đủ xài rồi, đúng không? Bây giờ bỏ chồng mà đi kiếm chồng khác thì thực sự chưa biết là liệu người ta có tốt chống chồng mình hay không. Hay về lại cái điều đó anh đâu suy nghĩ tới đâu, bởi vì đâu nghĩ tới mà có tốt hay không tốt đâu. Mình gọi là không ý định nha. Không có ý định. Sao một bữa đi lâu dữ vậy, đi bữa thôi, đi lâu dữ rồi. Đi vậy cho anh cho mốt giảm thương nhiều. Phải không? Thế về thì ông nói này ôm hôn thắm thiết chưa? Hả? Về thì ông nói là ôm hôn thắm thiết không? Ôm nghe nào, ôm nghe anh xem nào. Thực sự rất thương nha. Nói chung là đây là một cái câu chuyện là rất cảm động, rất thương. Anh em hiệp sĩ Bình Dương đến giờ phút này mới ghi nhận là đây là một hai vợ chồng tuổi đời cũng trẻ, không có nhiều nhưng mà đây là trải qua cái câu chuyện mà thử thách vì chồng hay ghen, nhưng mà ghen nhiều khi ghen vô cớ. Anh thấy anh xác nhận này, ghen một cách vô cớ, ghen quá không tốt và ghen quá sinh ra con người ta hiểu lầm. Chính vì lý do vậy rất nhiều cái cặp vợ chồng vì lý do là cái câu chuyện rất đơn giản nhưng mà ghen quá xảy ra nhiều câu chuyện là nó khúc mắc không giải quyết được, đúng không? Đó. Bởi vậy em có nói sau này em có đi làm đâu chồng nhà chồng nuôi được mà đừng có nên mà đi ăn uống với người ta, cái đó ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của mình, đâu đáng đâu có nhiều tiền đâu. Anh khuyên dạy em hoài đừng nên làm gì nữa. Tại đối với em đi làm của mình nên à, đi làm mà, mình nên rồi hơi khó khăn chứ. Mà mốt nhưng mà tiền thì mình không muốn xài tiền nhà, mình muốn xài tiền tay vậy đó. Ủa mà, ai đưa thường xài thôi mà, chứ mốt gì không xài. Mà mốt ấy là đi đâu làm gì em cho chồng đi cùng. Không? Có chứ, tại vì anh nghĩ thì làm ảnh thôi, anh không đi mà. Đi hai vợ chồng đi làm chung đi. Thường thường đi làm chung không mà, tại vì chồng em người ta chưa nhận thợ, chỉ nhận phụ thôi. Mà thế gì em nhận người nào ra người đó chứ đâu phải thằng thiết với hai vợ chồng đi làm đâu. Làm chung đi. Tại vì mình làm ngày mấy trăm mình cũng được trang trải ngày đó. Làm chung là tình cảm. Cho nó hạnh phúc, cho tình cảm. Chứ lúc gì làm chung không mà. Rồi tình cảm hay rời xa nhau mỗi một người một nơi, mỗi người một hướng, tội lắm. Anh thấy tụi em hạnh phúc này là các anh cũng rất vui. Về đây thì các anh em rất buồn. Nhiều câu chuyện là anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm được nhưng về đây chia tay. Nhiều câu chuyện tìm được nhưng về đây chia tay. Có nghĩa là về đây để biết thôi. Nhưng mà thực sự là hai người không sống với nhau nữa. Đó, bởi vì buồn nhau nhiều rồi, chán nhau nhiều rồi. Nhưng đây là cái câu chuyện khác. Đây là một câu chuyện rất vui. Sáng nay đội hiệp sĩ Bình Dương không có gì là vui. Nhưng đặc biệt câu chuyện của em rất vui. Đó, anh thấy em, tụi em hạnh phúc là các anh cũng rất vui mừng rồi. Các em hiện nay còn điều gì muốn mong muốn chia sẻ trên video đội hiệp sĩ Quân Hải Dương không? Dạ, hầu như được rồi. Cảm ơn mấy anh được rồi. Cảm ơn sao? Nói rõ đi nè, nói lớn tiếng đi. Lớn tiếng nè. Trước hết em cũng thay mặt vợ em á, xin cảm ơn anh Hải và các anh trong đội của anh Hải đã đăng quy giới rồi lên để cho vợ em cảm nhận, coi quy giới này xúc động, rồi vợ em điện thoại và kêu em bước về. Dạ, xin em xin thật rất là biết ơn. Mừng ha. Dạ. Anh cũng chúc vợ chồng em luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Hy vọng là tụi em sống với nhau đầu bạc răng long. Dạ. Nhá. Ngày mai thì bây giờ răng này còn, ngày mai răng móm này vẫn yêu nhau ha. Dạ. Ngay từ hôm bữa là hai vợ chồng về nhà với nhau gặp nhau hai ngày nay này mình đã làm ăn gì chưa? Anh nghĩ anh nhắn có làm ăn gì chưa? Theo anh thì có rồi đó, còn anh thì chưa biết. Theo anh là có, còn tụi em là anh chưa biết là có hay không. Có cho em trai? Dạ có anh. Thế là tốt rồi, chúc mừng nhé. Dạ. Rồi, thế là tốt quá rồi. Rồi cuối video này anh xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Quân Thành Bình Dương. Anh chúc em cùng với gia đình, các con của em luôn luôn mạnh khỏe. Hy vọng trong thời gian tới thì tụi em hãy hiểu nhau nhiều hơn, thương yêu nhau nhiều hơn. Vợ không bỏ chồng mà chồng không bỏ nhau ra đi như thế này nữa, thực sự rất buồn ha. Các con của em là tội nhất, nhất là chồng của em vừa rồi về đây để khóc, các anh nhất thương. Mà anh cũng không biết là liệu có cơ hội để tìm được em về với chồng với con của mình hay không. Nhưng hôm nay là với câu chuyện rất thành công, rất hạnh phúc rồi. Này là một cái niềm vui rất viên mãn cho đội hiệp sĩ Quân Hải Bình Dương rồi. Nhá, các anh em này giúp tận tình và hết sức. Mục đích chính là cho tụi em về với nhau, có vợ có chồng và có con cùng đoàn tụ cùng với nhau là các anh em rất vui mừng ha. Rồi anh chúc tụi em luôn luôn mạnh khỏe ha. Dạ xin chào cô chú anh chị các bạn. Trong thời gian vừa qua đội hiệp sĩ Quân Hải Bình Dương giúp đời giúp người rất nhiều các trường hợp, các cặp vợ chồng, các anh các chị, các cô chú ở tất cả các tỉnh về đây báo tin giúp, nhờ giúp và tìm người thân của mình thì các anh em này đã giúp rất nhiều các trường hợp rồi. Thì hôm nay tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo, đây cũng là một cái niềm vui mừng cho đội hiệp sĩ Quân Hải Bình Dương. Xin thân ái và chào hẹn gặp lại các cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo ạ.